Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bạo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay. MU vẫn muốn Harry theo đuổi Sadio. Chính thức lộ diện tân chủ tịch của MU. Con dinh dáng đến nhà có laser là một thất bại và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU vẫn muốn Harry theo đuổi Sadio. Theo báo Anh, MU vẫn chưa từ bỏ kế hoạch mua tiền đạo Hurricane của Tottenham. Chủ tịch của Tottenham luôn đòi 100 triệu bảng mới bán Kane. MU rất cần nâng cấp hàng công bằng cách chiêu mộ một trung phong tầm thế giới. Hurricane là một trong những mục tiêu mua sắm hàng đầu của Quỷ đỏ, lý do anh đã khẳng định được đẳng cấp và quen thuộc với môi trường ngoại hạng Anh. Kỹ giả Ryan Taylor thuộc Daily Express bày tỏ: Cá nhân tôi rất muốn thấy Kane giành được những danh hiệu và tôi cảm thấy thích MU vào lúc này. Mặc dù đây là thương vụ không hợp lòng của động viên Tottenham, nhưng tôi cảm thấy MU sẽ là tập thể khác với Ken. bởi vì cậu ấy phù hợp với MU một cách hoàn hảo. Tôi cảm thấy như họ có tiền và sức hút để thu hút Ken. Ken đã tự khẳng định mình là một trong những tiền đạo đẳng cấp của bóng đá thế giới trong thập kỷ qua. Tuấn Vinh cạnh đó MU đang theo đuổi Benjamin Sesko của Red Bull Salzburg trong công cuộc săn lùng một số chín chất lượng cho đội hình. Nguồn tin tiết lộ với Football Insider, Seiko đã có 18 lần ra sân cho đội bóng áo mùa này và đã ghi được 6 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo. Với chiều cao 1m94 và khả năng sân bàn cực tốt, Benjamin Seiko được ví là Erling Haaland phiên bản 2.0. Benjamin Seiko là một cái tên hoàn toàn phù hợp với quỷ đỏ. Cầu thủ này có thể hình to lớn với chiều cao lên 1m95, khả năng dứt điểm của Seiko cũng rất bén. Ở mùa giải này, Seiko đã đóng góp được 11 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cho Red Bull Sabak. Dù vậy, MU sẽ phải chi tương đối nhiều tiền để có chữ ký của cầu thủ 19 tuổi. Định giá của Setco lúc này rơi vào khoảng 55 triệu bằng. Tuy thế khoản tiền đó cũng là phù hợp với Setco bởi vì Setco có đủ tố chất để trở thành một tiền đạo hàng đầu châu Âu trong tương lai. Chính thức lộ diện tân chủ tịch của MU. Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, nhà Collazo đang sắp đồng ý bán cho Ineo thay vì Qatar, bởi trong khi Qatar đứng đầu bởi tỷ phú Bin Hamad Athani muốn tiếp quản 100% câu lạc bộ, Ineo muốn mua đa số cổ phần nhưng vẫn giữ cho nhà Glazer được ở lại làm cổ đông của câu lạc bộ. Dù vậy, quyền lực đa số vẫn sẽ vào tay Ineo. Hiện tại, hai đề nghị hỏi mua MU của hai bên đang có sự khác nhau về mặt đường lối. Qatar muốn nắm 100% quyền lực để làm một cuộc cách mạng toàn diện ở đội bóng. Không chỉ chuyển nhượng, họ sẽ đầu tư thay đổi bộ mặt dân Old Trafford, nâng cấp bộ máy làm việc lẫn tới quy hoạch hẳn một khu đô thị nhỏ xung quanh câu lạc bộ. Còn với Ineo, mục tiêu trước mắt của họ sẽ là chuyên môn nên khâu chuyển nhượng bổ sung thành viên ban huấn luyện và các vấn đề bóng đá khác sẽ được xử lý trước. Do đó Ineo yêu cầu một khi một khi nhà Glazer đồng ý bán, gia đình tài phiệt nước Mỹ và bộ máy quản lý đội bóng phải lập tức bàn giao giấy tờ ký giả tài liệu lẫn kế hoạch về công tác tuyển quân cho những người được Ineo giao phó để chuẩn bị luôn cho thị trường mùa hè. Theo ký giả Hoa Lết, Chiến lược của Ineo là trước hết thải loại những cầu thủ không còn đủ chất lượng để duy trì MU trong vùng xanh của luật tài chính UEFA. Harry Maguire, Victor Lindelof, Anthony Martial, Juan Bissaka, Fred Van der Beek, Eric Bailly, Alex Telles và 8 cầu thủ có thể bị cho đi. Tuy nhiên, bộ máy mới của Ineo sẽ lắng nghe ý kiến của Eric Ten Hag trước khi quyết định. Ten Hag đã nói về những nhu cầu của ông trong mùa hè và MU sẽ đặt việc mua tiền đạo cắm lên hàng đầu dù đó là Harry hay ai khác. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng đang tính bổ sung một thủ môn, một trung vệ, một hậu vệ phải, một tiền vệ trung tâm và có thể một tiền đạo cánh phải, nhưng những sự tăng cường này sẽ được cân nhắc theo thời gian. Trong một thông tin đáng chú ý khác, một số quỹ đầu tư tới từ Mỹ bao gồm Elliot, The Calais Group, Ares và Six Sheet Panner đã bày tỏ ý định mua cổ phần của, của MU họ sẽ chỉ có thể thành công nếu Ineo là bên thắng thế. Và điều này có thể dẫn tới một chút sự phân bổ quyền lực khi Ineo nắm MU. Nhưng chủ mới vẫn sẽ nắm khâu quan trọng nhất là mua bán cầu thủ và chỉ định ban huấn luyện. Còn dính dáng đến nhà Glazer là một thất bại. Theo Kai Sport, Galifi đang đề xuất sở hữu hơn 50% cổ phần của câu lạc bộ, nghĩa là nhà Glazer có, có thể giữ lại 20% cổ phần. Ngược lại, giới chủ Qatar muốn mua đứt, trong bối cảnh gia đình Glazer đưa ra cái giá kỷ lục 6 tỷ bảng, nếu Radcliffe đạt, đạt được thỏa thuận với nhà Glazer, động thái này có thể vấp phải sự phản đối từ một lượng lớn người hâm mộ MU, những người muốn giới chủ người Mỹ rời khỏi câu lạc bộ ngay lập tức. Phát biểu trên United Stan, người dẫn chương trình Matt Goodbrick khẳng định cuộc tiếp quản đó sẽ được đánh giá là thất bại nếu còn dình dáng tới nhà Glazer. Goodbrick cho biết, cho phép nhà có laser ở lại dù chỉ với 1% là một thất bại, Điều này có nghĩa là một sự giải phóng khỏi những người đã phá hủy câu lạc bộ bóng đá này hơn 17 năm. Cho phép họ ở lại ngay cả khi bạn có 50% cổ phần là một thất bại. Nhà báo Dean Jones của ESPN cho rằng, nếu giới chủ người Mỹ không hoàn tất việc bán toàn bộ câu lạc bộ, nó sẽ dẫn đến cuộc biểu tình tồi tệ nhất chưa từng thấy tại Old Trafford. Jones chia sẻ với truyền thông, điều đó sẽ không thể chấp nhận được. Gia đình có laser sẽ bị chỉ trích vì điều này, tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy những biểu ngữ ở Old Trafford. Cổ động viên muốn bán toàn bộ, và việc mua lại một phần câu lạc bộ ngay bây giờ sẽ thực sự khiến mọi người tức giận vì cổ động viên đã nhìn từ góc độ rằng câu lạc bộ đang được ra bán. Chúng ta có thể đang hướng đến cuộc biểu tình tồi tệ nhất mà chúng ta chưa từng thấy nếu điều đó xảy ra. Cũng theo thông tin từ Dinzon, Tỷ phú Binhamad Athani sẽ tiếp tục thúc đẩy mọi thứ ông ấy có để hoàn thành một thỏa thuận mua lại MU. Mourinho từ chối trở lại Chelsea. Corriere dello Sport đưa tin Mourinho đã được Chelsea liên hệ muốn thảo luận về việc trở lại Stamford một lần nữa, nhưng nhà cầm quân người Bồ đã từ chối. Theo nguồn này, Mourinho nói rõ rằng ông không quan tâm đến việc trở lại Chelsea, thay vào đó muốn tiếp tục công việc tại AS Roma. Hợp đồng hiện tại của cựu thuyền trưởng MU với AS Roma sẽ hết vào tháng 6 năm sau, dưới những tin đồn ông có thể rời đội bóng màu áo bã trầu để dẫn dắt PSG hoặc Chelsea. Mourinho được yêu mến ở AS Roma sau khi mang về cho câu lạc bộ này danh hiệu lớn đầu tiên ở châu Âu. Mùa này, Roma có mặt ở bán kết Europa League và có cơ hội tranh chiếc vé dự cúp C1 mùa sau. Về phía Chelsea, Pochettino hiện được loan tin tiến gần đến vai trò làm huấn luyện viên trưởng dài hạn. Ansu Fati nhận đề nghị khủng từ ngoại hạng Anh. Người đại diện siêu cò Joker Mendes tuyên bố, ông nhận được lời đề nghị 70 triệu euro từ một ông lớn ngoại hạng Anh cho Ansu Fati. Bác gia được cho sẵn sàng bán ngôi sao mà họ đã trao cho chiếc áo số 10 sau khi Messi rời lâu cam gia nhập PSG. Để giải quyết vấn đề công bằng tài chính theo quy định của La Liga, Mundo cho biết, Joker Mendes đã nói với bác gia, ông đã nhận được lời đề nghị 70 triệu euro từ ngoại hạng Anh cho Ansu Fati ngôi sao 20 tuổi không muốn rời Nou nhưng vấn đề tài chính của Bắc Xa có thể khiến Ansu Fati không được tuệ nguyện. Các đội bóng ngoại hạng Anh quan tâm Ansu Fati có MU, Man City, Liverpool và Chelsea và người đại diện Mendes đều đã tiếp xúc với cả 4 câu lạc bộ. Chelsea tranh Mark Alistair Tiền vệ Mark Alistair mới đây để ngỏ khả năng rời Brighton vào cuối mùa giải dẫn đến sự quan tâm của nhiều ông lớn. Chelsea là một trong số này. Một số nguồn tin thân với Mark Alistair từ Argentina cho biết, nhà vô địch World Cup 2022 chưa quyết định điểm đến, nhưng ý định của anh là gia nhập môi trường lớn. Chelsea tiếp tục làm mới đội hình dựa theo mô hình mà chủ tịch Tut Bauli triển khai, Mark Alistair trở thành một trong các mục tiêu cho tuyến giữa. Kế hoạch của Chelsea là tái hiện bộ đôi Enzo Fernandez và Mark Alistair, chính họ là bước ngoặt giúp Argentina từ chỗ thua trận đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới. Chelsea sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ MU, Man City và Liverpool. Trước nhiều sự quan tâm, giá chuyển nhượng McAllister ước tính vượt qua 70 triệu bảng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!